Điểm mặt những thói quen hàng ngày khiến bạn già đi nhanh chóng. Có những thói quen tưởng chừng như vô hại nhưng lại vô tình hủy hoại nhan sắc của bạn theo thời gian, khiến bạn nhanh già hơn. Nhất là với phụ nữ, nhan sắc là điều vô cùng quan trọng và nhan sắc sẽ thay đổi nhanh chóng sau tuổi 25. Nếu không biết khắc phục kịp thời, những dấu hiệu của lão hóa sẽ nhanh chóng xuất hiện trên làn da của bạn đấy. Hãy xem bạn có đang mắc phải những thói quen xấu sau đây không nhé. Thường xuyên thức khuya. Giấc ngủ rất quan trọng đối với sức khỏe và làn da. Sau một ngày mệt mỏi, cơ thể cần được nghỉ ngơi để các cơ quan phục hồi và làn da được tái tạo các tế bào mới. Nếu bạn thức khuya thường xuyên, sẽ làm đảo lộn các hoạt động điều tiết của cơ thể, ảnh hưởng đến chức năng của các tế bào biểu bì, làm cho quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn bạn nghĩ. Vậy nên, đừng ngạc nhiên khi nếp nhăn và tàn nhang xuất hiện nhiều hơn trên mặt nếu bạn không chịu thay đổi thói quen này nhé. Hãy đảm bảo một giấc ngủ sâu và ngon, khoảng 7 đến 8 tiếng mỗi ngày là khoảng thời gian cần thiết để có được giấc ngủ ngon. Đặc biệt, tế bào sẽ được tái tạo với tốc độ nhanh gấp đôi trong khoảng thời gian từ 23 giờ đến 4 giờ sáng. Trong khoảng thời gian này, collagen được sản sinh nhanh chóng và các chất có hại cũng bị tiêu diệt. Các tế bào bị tổn thương được phục hồi, từ đó giúp bạn làm trắng da và có được làn da khỏe đẹp. Ngủ sai tư thế. Ngủ với tư thế nằm nghiêng, đầu quay sang một bên, làm tăng áp lực ở cổ, vai và suy giảm nguồn cung cấp máu cho não. Đây chính là nguyên nhân khiến bạn hay bị quầng thâm mắt và sưng, phù mặt sau khi thức dậy. Cách tốt nhất là bạn nên nằm ngửa, đôi khi có thể trở mình sang hai bên nhưng không nhiều. Đặc biệt, không nên dùng gối quá cao khi ngủ vì thói quen này sẽ tạo thành nếp nhăn trên cổ. Lười vận động. Nhiều người tưởng rằng cho các bộ phận trong cơ thể nghỉ ngơi là quá trình bảo dưỡng tốt nhất, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Việc ít sử dụng các bộ phận vô hình chung đã vô hiệu hóa các chức năng vốn có của nó. Lâu ngày, những bộ phận đó không thể thực hiện được khả năng của mình. Ngoài ra, lười vận động còn làm giảm khả năng tuần hoàn máu trong cơ thể, đẩy nhanh quá trình già hóa của các bộ phận. Sử dụng thực phẩm có chất kích thích. Thói quen sử dụng các thực phẩm có chất kích thích sẽ âm thầm hủy hoại làn da bạn đấy. Vậy nên, hãy hạn chế những thực phẩm có vị cay như rượu, bia, cà phê, ớt, các loại gia vị, vì chúng sẽ gây kích ứng, khiến da nổi mụn nhiều hơn. Không những thế, những thực phẩm này còn ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên dùng nhiều hơn các thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh và trái cây. Các thực phẩm này có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất, vì thế rất tốt trong việc duy trì tuổi thanh xuân, đồng thời giúp bạn giảm cân hiệu quả. Không bảo vệ khi đi nắng. Việc hấp thu quá nhiều tia cực tím gây ra nhiều bất lợi, nhẹ thì dẫn đến đen da, nặng thì có thể khiến ung thư da, và tất nhiên đó cũng là một thủ phạm khiến da sớm lão hóa, vì ánh nắng trực tiếp sẽ gây tổn hại sợi đàn hồi và collagen nằm ở tầng sâu của da, dẫn đến da mặt chảy nhão, xuất hiện nếp nhăn. Các bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề như đen da, dị ứng, kích ứng, nổi mụn, tàn nhang, xỉn màu, lão hóa nhanh, thậm chí là cả ung thư da. Để đảm bảo an toàn, các bạn nên sử dụng các sản phẩm chống nắng, mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, găng tay, đội mũ khi đi ra ngoài vào thời điểm trời nắng. Uống ít nước. Bạn có thể chỉ ăn khi đói, nhưng đừng để cơ thể lên tiếng khát mới chịu uống nước nhé. Vì đến lúc cơ thể phát tín hiệu, tức là bạn đang ở trạng thái thiếu nước lớn rồi đấy. Cung cấp không đủ nước cho cơ thể sẽ dẫn đến tình trạng mệt mỏi, tụt huyết áp. Đặc biệt, việc thiếu nước sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến làn da. Thiếu nước sẽ làm cho tuyến bã nhờn trên da hoạt động kém hiệu quả hơn, khiến da khô và dễ kích ứng hơn, từ đó làm cho những nếp nhăn xuất hiện sớm hơn. Vì vậy, dù không có cảm giác khát nước, các bạn vẫn cần cung cấp cho cơ thể từ 2 đến 2,5 lít nước mỗi ngày. Đây là những điều chúng ta hay mắc phải, nhưng để khắc phục nó cũng không phải là quá khó. Ngay khi biết được những điều này, bạn hãy ghi nhớ và thực hiện mỗi ngày để nó thành thói quen cho bạn. Điều đó rất tốt cho cơ thể bạn về lâu về dài. Hy vọng qua clip này sẽ đem lại cho bạn thêm nhiều điều bổ ích để bạn cải thiện bản thân tốt hơn. Bạn biết gì chưa? Một thương hiệu mỹ phẩm đang được giới nghệ sĩ Việt vô cùng ưa chuộng.
hàng loạt diễn viên, ca sĩ, người nổi tiếng như Á hậu Huyền My, diễn viên Thanh Hương, Băng Di, Quỳnh Cùn, Angela Phương Trình cùng hơn 80.000 khách hàng đang sử dụng sản phẩm mỗi ngày. Sản phẩm giúp trẻ hóa và tái tạo làn da, phục hồi da tổn thương do hóa chất, làm sạch lỗ chân lông, căng da mặt, giải quyết tận gốc mụn, nám, tàn nhang, sạm da cùng với nhiều ưu điểm vượt trội. Liệu đây có phải là sản phẩm bạn đang tìm kiếm mỗi ngày? Detox Blank cho da trắng hồng, rạng rỡ. Cảnh báo, sản phẩm quá hot nên đang bị làm giả rất nhiều. Để mua Detox Blank chính hãng, hãy liên hệ ngay với chúng tôi tại Shop Khởi Nghiệp. Địa chỉ 40/23 Bào Cát 2, phường 14, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Khuyến mãi đặc biệt mua một combo tặng một sữa rửa mặt, free ship toàn quốc chỉ trong tháng này. Thoải mái check tem điện tử và mã QR hóa đơn trước khi nhận hàng. Gọi ngay số điện thoại 0902 441 339, 0962 69 69 39, hoặc truy cập website www.shopkhoinghiep.com để được tư vấn và mua hàng chính hãng.